bậc thia thơ thì mình tất cả là thế nó chế nhá ti cho ô chỉ mà khăn nó chế nhá ti cho nè nếu có chỗ đình bọc mê nó như này thế liền nó rối hài cho lót tao nó ơi chả to dù chả lo xíu chả là khổ tất chế nó đi à chả à ở xâm nít ở đó lại mình đấy mà ăn mà mà sang rồi sang rồi mì à ô bún hôn à hắn cho bò mì tí mì à ô lượm nó bò ô nét chuột chứ nét chuột chứ mà nét chả chả mấy nhen nè ta hãy lòng nữa này cho nó chít tê dạ cho 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 chắc lỗi tạm lỗi à bật tay đi bao này bật tay đi bật tay mình muốn nhăn tay à cái nó không quay á con tôi lại gì đó còn đấy ý ý chưa tao nắn bọc cật à mà khớp rồi đi bọn nạp có đấy đi và bọc phơi rồi à ô nó chỉ thở bếp bùa ô ô bếp bùa nhìn chó bếp bùa màu non ta lộ thế sẽ nè này mình tao còn nú không ta còn nú này là lại nú nó còn xía nó li nó xía chả này nhìn rõ cơ tôi nhỏ nó mù nú này cứ à này nó trắng ừ nuôi ấy chơi từ mùa đấy không phải chơi không còn thiết chi à khát tọt chứ mỗi giờ cho khát tọt nó cho làm mỗi khát tọt được vậy nó nói giờ mỗi lấy cái gì nó ăn thịt xa chạy bán nó ăn thịt xa chứ thì cho các tao nhân chỗ này là tao thế lấy nè mất tao có lấy thế liệu à lấy đem một trong năm kia thế thế dùng kho ấy thực khăn làm một thế chuyện thở xí ta chỉ mất chỉ lấy nha
gì rồi chị, thế tôi sẽ nói nè gì chị tới luôn họ chị hậu, chị ta to luôn. Còn nó chết chưa? Cả lẽ có giờ chơi rung hay à? Công hay lá lá hay luôn nè. Nó chỉ chơi cả lẽ. Nó cho các cờ chơi mà đi hay đó. Tao nó cờ chơi chị bố ly trên trên là chết luôn. Ô sợ khi đây phải có hả? Khi đây tao luôn nhìn chua. Ờ. Tên đó gì thế nhở? Lò mà. Chị tớ. Mà không khó, đó hết đây bố lòn ra. Tiếp tả lơ lọ chị tứ lọ tứ lọ gì chị sưng có to to chơi chín chai à chưa sạch chia sơ chị nói chị có cái này chị bây giờ sẽ đánh chị nói chị ô lấy có ô lấy nó khai lấy chị họ dùng mất cho nó trời ở ô tô khăn làm mồ nó chị bây giờ ô chị nói hay ô lấy tô khăn nó nè chả lớn tuổi lớn na sơ lô. Nhà tia chả nhà tia à nó có măng chín có trồng một thôn dê bố đã măng khầm nè. Bố bá chị à. Chỗ à. Bố có măng bá chị. Chú nó chả phải thôn dê. Ừ, nó phải lọ. Nó có một thôn dê bố đã măng khầm cho khá tia. Một thôn phân xì, chó nè. Ý ư tiểu yếu nhà lột trá là nhà nè nó tu chỉ dân gửi ly nhà đó là bác xá ly nó tất xì mà à bông thành gửi của tiền gửi tôi chuối cho chị cậu ưng mù dùng gửi ly đang gửi ly sư nó chê ưng mù đang gửi ly là xì mà nó bị kính nhất trong gửi sư nè gái lì lòng gái yếu mua ý nhàng có thể chè à phong thái có tiền ya yếu sức chè có một dòng gái lì gái lòng gái yếu mua chè thiết lì bảo xìa dòng gái lì sẽ nó anh này trong sai sai đó là họ sau xả lịch cha thế ya nhưng muốn sai sai thì yếu đáp sang gặp cho nó ta xì phong thái gái lì lòng có hoa yếu mua thế chè à yếu phong thái gái lì nè mũ cây từ nơi câu ó lú lò mù sơ ó lú lò mù cất cho tôi khăn tí thế sứ mà khăn cất tí thế sứ đó mũ cây lò mù nơi mà li à ôi khó li nó lò mù cất tay cả lô khó chế nó nhọt đá rồi lê thế chứ nhanh nhá tại nó thế mà khó kia ý tư cư bệ nó làm cơ bú tận đó xem mặt cho khẩu tư ai chị em khá à khẩu tư chắc là thầm trẻ hello nhà yo chị tao thầm tao một chai yo lúc chị đó kia học lại nè nè ô sợ đó xem mặt học chị học học lại chị nè kia mà đó kia học lại chị có chị cho rồi chị móc bư mà tao bư chị bư lên bư nữa hỏi
ấy có mẹ ấy cả chế gì nó tê chứ có chết tao tê liền ơ có mẹ mất bùa chế à có tên nó trong bùa chế bùa lấy cái trâu tỏ ta tỏ chế mình bùa nữ tỏ ấy thế liền có ấy có chế nữ nó tê nên muốn cho chế nó có mẹ ấy chế cho cho lại nó không nó sẽ có cơ tiền đi chào cho bây giờ nha sẽ xin chào bé rồi là sẽ làm chán nè là nó sẽ yên cả dòng chế thế nha khó hiện tại chỉ tao khó trong một trái nó chỉ giờ số ra cho nó cho tôi chị cha mất chết tới sao lại cơ lấy nhá bé thu tú nhiên bé cơ đó số chế cái lò cho ê gì xí cho say mòn đó hết bao nhiêu cho say hả ờ dùng cái lọ nhắc khó ạ ừ cho lo che cho đã che ê chuẩn bị mi hết cho mẹ giống đồ đồ chết thải ờ chỗ có cho chỗ bộ ấy giờ lòng bông này chạy quan tài nét lo lấy mà tại lúc cò có nên sợ ok có lo lấy mà đầu kia có đầu có thế chính thần xóa xíu bây giờ xong rồi chị mở chị coi chừng nhóm đồ rộng hả béo năng nó chị sợ à mấy em chạy đầu kia mà nè dần kêu thông nấy thông này nè nó sẽ cho xuống chạy nấy hẳn nấy mấy em bố kê là mù hả nó xuống tiết thông vỡ nó xuống ít thông chê chị nói chị nhận thống đi ó nè đâu tới nếp bóp chị nói chị nhận thống à thế chị nhó à chị tao lò ô nhờ tế mà lấy cớ đâu nó thế này chị xó xía sai thế ý chúng mày chỉ cho chơi hết đã vậy cho nên con hiền mi mẹ anh nè là cái kệ chế xong nó chế tất cả khó biết khuyên nè chứ bỏ tiền cho xong nó nha á chứ xong tiền nó nha á chứ tiền đi ớ giáo sẽ nâng gọi ý này cho mơ mơ luôn chứ có gì có ta là có tôi bỏ tiền cho cháu cháu đi ớ dùng nó chén chê bây giờ chị ta xin chí liều cho bây giờ
nên là tí này là chỉ tàu ha bây giờ tôi chờ nó lòng chơi bây giờ tôi chỉ tàu tí này là hello luôn chị tôi mới cho tao nọ mới cho tao y lên nọ là một ư chè bón nè sữa chè tôi chè bón cho lại ô ê chẳng nhân gầm thân chè tôi chè tao lò tôi chè yên chú thia yên nắng cho tao cứ sợ là sợ đời chị ba khó vấn đề à tôi khăn mà có tiền á một trò ăn đó ha một trò ăn đó ha ở tôi chỗ ha cho nên nó là mua nó tập phương đại nè cho nó xuyên nó thì hơi dù mốt quá chập phương dưới nó cho là cho nó cho nhìn chúa cho tá nó là một tan cho lò cho có ý nhiều sĩ rồi ê cho ê xì màn tinh khá lái kì vô lò nhờ cho tá kia nè chả hết chuyện bỏ khó nè nhờ có ấy nuôi nhà lúc to thế lúc con có xi măng cá ta hỏi có em bỏ chọn tôi ấy ta xí nhá bỏ cá họ là nhá lại chả bây giờ ô luôn mình mệt hết xin thế mà ô luôn còn lo ta xí mà ôi ô lấy lúc mệt sợ thế hiểu liền à nói chung là chị có thể là khó nhân kỳ chị hết chị nhớ kê lò lô thân dây lọt thở nữa chờ phi có ê chùa thế à vòng gỡ bám thôi chỉ một chế chế ấy vậy và sợ đau xưa là cô ta tổ thọ đây tôi nha thọ đây tôi cho bé hậu đó anh à anh à ô cha có đi cá là你吃啥了？吃啥？啥鸡翅？嘿嘿嘿。你不扔下？嗯。你不扔个？是啊。都掏出多了，哎。啊，掏拿了来啊！掏拿真的拿了来啊！啊，掏真的拿了来啊！说，刚才偷偷着被弄了，要偷偷那些呢？搞包偷了装呢？哈？在弄啊？裸车家？哦，裸那裸车家？裸车家？叫干啥？lùa lon lùa nữa chén ta năng cơ nè thế một thon dê chè thô ô đã mừng khắm nè thế một thấy cái nó chỉ cho nó tí hiệu ý mộng nữa chơi
chê đó. Dược chê. Tại nó đang mâm mộ. Ủa chứ hơi dị tuyên cô. Dị tuyên. Sao là cô trở lại nữa để nhìn nhà chị spa chẳng không khâu luôn đó nè. Mình dành kia cho anh gì nhảy vô to thôi vô tả đâu nó trong đó cái chân nó đông khó đó ngồi nó chỉ chân đông ừ chân đông khó đó nó màu xong mà chân đông thi lại chuẩn liếp lông nó chờ ai chịu chịu cái này ừ. Cái con khổ. Ừ, con khổ. Cái sinh khổ nó rung.